GameFi là một trong những cái trend rất là lớn ở trong mỗi một mùa đúng không? Thì các bạn còn nhớ ở trong cái mùa trước thì trend GameFi rất là bùng nổ khi mà AIS là cái dự án dẫn đầu ở cái sự tăng trưởng đó và cũng x hàng nghìn lần. Và ở trong mùa này thì mọi người cũng kỳ vọng đó là trend GameFi cũng là một trend rất là lớn khi mà chúng ta cũng đã thấy Binance cũng đã list sàn cái dự án Sai cũng như là ACE làm về GameFi, cũng như là các quỹ có thiên hướng đầu tư rất là nhiều vào những cái dự án GameFi đúng không? Và ở trong cái thời gian vừa qua thì mọi người cũng nghe tới một cái dự án làm về mảng GameFi này khá là nhiều, đó chính là dự án Ronin. Và có rất là nhiều tin đồn là Ronin có thể là list sàn Binance ở trong cái thời gian tới. Vậy thì ở trong video ngày hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái dự án Ronin này, xem nó có những cái tiềm năng như thế nào, cũng như là nó có cái khả năng ích tài sản cho chúng ta trong cái thời gian tới hay không. Thì ở trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các bạn nhé. Thì ở trên đây, đây là trên trang chủ của dự án Ronin, một cái cấu hình khá là đẹp đúng không? Thì ở đây họ cũng chia sẻ đó là Ronin là một cái blockchain cơ sở tầng và sử dụng cái công nghệ EVM của Ethereum để mà phát triển cái hệ sinh thái của mình. Và Ronin thì nó cung cấp hạ tầng để cho những cái game mà có thể là xây dựng và phát triển ở trên cái blockchain Ronin này. Đó thì các bạn cũng có thể là so sánh với lại Immutable X đúng không? Cũng là một cái về game cơ sở tầng để cho chúng ta có những cái nhìn tổng quan hơn. Và cái dự án Ronin này chính là cái đội ngũ của Sky Mavis phát triển cái dự án Ronin này. Và ở trong mùa trước ấy thì chính cái team Sky Mavis là cái team mà phát triển cái dự án AC Infinity á, AIS mà đã x hàng nghìn lần. Và sau đó thì cái câu chuyện AIS nó xây dựng ở trên Ethereum thì nó đã xảy ra cái bài toán nó là tắc nghẽn, cũng như là đến mùa uptrend thì cái phí ở trên Ethereum thì nó rất là cao và nó thường xuyên xảy ra tình trạng tắc nghẽn cũng như là làm chậm cái dự án AC Infinity. Và ngay sau đó thì đội ngũ của AC Infinity thì họ cũng đã mở lên Sky Mavis, và sau đó thì họ phát triển cái blockchain riêng của mình để mà làm sao cho nó phù hợp cho cái game AC Infinity đó xây dựng và phát triển để mà nó đạt được cái tốc độ tốt nhất, cũng như là AC Infinity nó thể hiện sức mạnh cũng như là cấu hình tốt nhất ở trên cái blockchain đó, thì khi đó thì Ronin nó ra đời. Đó thì đến đây thì các bạn cũng đã hiểu phần nào về dự án Ronin này rồi đúng không? Và cái dự án Ronin này này thì ban đầu ấy khi mà ra thì nó sử dụng cái công nghệ POA ấy. Tuy nhiên thì trong cái quá trình phát triển thì nó cũng đã xảy ra những cái vấn đề liên quan đến cái việc mà stake của những cái validator, thì nếu mà khi mà nó theo cái cơ chế đồng thuận POA thì chỉ những cái validator tay to mặt lớn thì mới có thể là tham gia được. Và sau này thì họ chuyển sang cái công nghệ đó là DPoS. Thì với việc mà sử dụng cái công nghệ DPoS thì nó giúp cho những cái validator nhỏ thì cũng có thể là tham gia stake ở trên cái mạng lưới Ronin này dễ dàng hơn. Và kéo xuống dưới này, đây là những cái đánh giá của rất là nhiều những cái CEO rất là nổi tiếng về dự án Ronin này. Đây các bạn có thể là vào đây các bạn xem nhé. Thì đa số là những cái đánh giá ở đây đều là những cái đánh giá rất là tốt. Và ở dưới này, đây là những cái thông số mà cái dự án này nó đã đạt được. Và ở đây thì chúng ta thấy cái volume của giao dịch NFT hiện tại bây giờ là hơn 4,1 tỷ đô các bạn nhé. Cũng như là số lượng transaction ở đây là 511 triệu transaction này. Và tổng cái địa chỉ ví hoạt động ở trên cái blockchain Ronin này lên tới là 14 triệu 563 nghìn ví này. Và cái phí khi mà giao dịch ở trên Ronin này nó rất là rẻ đúng không? 0,0011 đô, khá là rẻ. Và kéo xuống dưới này thì ở đây là một số những cái đặc điểm của cái dự án Ronin này, thì nó rất là dễ giúp cho những cái người chơi game Web3 có thể là tiếp cận đến game blockchain này. Và ở bên này thì là cái việc mà họ giao dịch NFT thì có thể là giao dịch lên tới hàng tỷ đô la nhé. Cũng
như là cái phí giao dịch ở trên Donin này nó rất là thấp khi mà các bạn giao dịch nhiều trên session này. Và cái đặc điểm tiếp theo đó là Ronin thì nó sử dụng cái công nghệ EVM của Ethereum, nên là mọi người có thể là dễ dàng phát triển những cái dự án chuyển từ Ethereum sang Ronin một cách rất là dễ dàng các bạn nhé. Và ngoài ra thì ở dưới này thì họ chia sẻ về cái công nghệ scale của họ thì nó có rất là nhiều những cái tính năng đặc biệt. Ví dụ như là họ đạt được cái sự phi tập trung rất là cao khi mà họ chuyển sang sử dụng cái cơ chế DPoS thì cái lượng validator nó tăng lên và hiện tại bây giờ là 22 validator các bạn nhé. Cũng như là với công nghệ scale thì nó đảm bảo cái tính bảo mật rất là cao. Thì đây là những cái cần thiết cho một cái blockchain làm với Gale đúng không? Cũng như là với Ronin thì nó có cái khả năng mở rộng rất là tốt, như là cái phí giao dịch của nó rất là thấp nhé. Thì đó là một số những cái ưu điểm cũng như là đặc điểm nổi bật của cái dự án Ronin. Và cái tiếp theo thì chúng ta tìm hiểu về cái hệ sinh thái của Ronin. Thì sang đây thì chúng ta thấy là cái hệ sinh thái của Ronin này nó được thể hiện tất ở đây. Thì nó gồm có những cái dApp và những cái mảng game. Và khi mà chúng ta vào đây là cái mảng game ấy, thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái game xây dựng và phát triển ở trên này. Và chắc chắn rồi là một cái game nổi tiếng nhất đó là AC Infinity này, rồi Will Arena, Aperion này, rồi The Machine Arena. Và ở đây chúng ta thấy là rất là nhiều những cái game khác nữa đúng không? Và ở mới đây nhất đó là cái game Pixel này đã chuyển nhà và xây dựng ở trên Ronin. Thì đây là một cái game rất là nổi tiếng thì chắc chắn là các bạn cũng đã nghe rồi đúng không? Và cái dự án Pixel này cũng có những cái thông tin là họ ra token và lít sàn ấy, thì đây đây là những cái cú hích rất là lớn để mà kích hoạt cái sự tăng giá của Ronin ở trong cái thời gian tới. Thì với cái game Pixel này này thì các bạn cũng thấy là những cái tên tuổi rất là lớn như kiểu OpenSea hay là Animoca Brand ấy thì cũng hỗ trợ và phát triển cho cái dự án Pixel này đúng không? Thì các bạn còn nhớ cái dự án Solana ấy, trong cái đợt trước thì nó tăng trưởng rất là nhiều bởi vì là nó cũng có cái sự ra mắt của rất là nhiều những cái dự án như kiểu Zito, Bond hay là Pithom, rất là nhiều những cái dự án nó lan token cũng như là airdrop thì nó cũng làm những cái cú hích rất là lớn cho cái sự tăng trưởng của Solana đúng không? Và với Ronin thì cũng vậy, thì mọi người cũng kỳ vọng đó là Ronin nó cũng có những cái sự tăng trưởng rất là lớn như thế. Và ở bên này là những cái dApp mà phát triển ở trên Ronin này, thì ở đây chúng ta thấy để có mảng cơ sở tầng này, ví này, rồi về app cho Asymmetry phát triển đó, hay là những cái công cụ liên quan đến staking và bridge đúng không? Thì ở đây là cái làm về DEX này, hay là một số những cái dự án làm về lending nó đều thể hiện ở trên này. Đó, thì với mảng game thì nó không cần quá nhiều dApp, tuy nhiên thì chúng ta ở đây thấy khá là đầy đủ đúng không? Ví dụ như là Cybercom này cũng khá là nổi tiếng về mảng NFT này, hay là Hit Network này làm về mảng Oracle rất là nổi tiếng đúng không? Thì cũng đều xây dựng và phát triển cái dự án của mình ở trên cái hệ sinh thái của Ronin. Đó, ngoài ra thì ở đây thì các bạn có thể là tìm hiểu về validator của nó này. Ví dụ như là ở đây thì chúng ta thấy là với số lượng stake bây giờ lên tới là 179.000 RON đúng không? Và đây là số lượng phần thưởng cho validator ở mỗi một ngày đúng không? Nó là khoảng 400 RON này. Và dưới này là một số những cái mà họ đưa ra là lý do mà tại sao mà các bạn nên chọn Ronin để mà làm validator đúng không? Và các bạn muốn tham gia làm validator thì các bạn có thể là vào đây các bạn nhé. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể là tham gia vào cổ phần để mà nhận những cái phần thưởng ở trên RON này. Đó, thì các bạn có thể là vào đây này các bạn này. Ok, thì đến đây cơ bản là các bạn đã hiểu khá là nhiều về cái dự án Ronin này rồi. Và khi mà chúng ta sang app ở đây thì chúng ta nhìn thấy ở đây nó có rất là nhiều những cái thông số khá là quan trọng đúng không? Về những cái thông số này thì vừa nãy mình đã chia sẻ cho các bạn ở trên web rồi. Và các bạn để ý ở dưới này á, cái lượng RON mà đem đi staking thì chúng ta thấy là hiện tại bây giờ cái số lượng RON mà đem đi stake là 179 triệu các bạn nhé. Và tổng số mà phần thưởng dành cho những cái validator là 24 triệu cần RON này. Và hiện tại bây giờ số lượng validator là 22. Và dưới này là những cái validator mà vận hành cái dự án RON này. Ở đây thì chúng ta có thấy cũng nhiều cái tên nổi tiếng, ví dụ như là Animoca Brand này, Sichat này, Nansen này, Cyberconf đúng không? Rồi Google này, Sky Mavis đó.
Ở đây thì chúng ta thấy khá là nhiều những cái tên cũng khá là quen thuộc làm validator cho cái dự án này. Và các bạn để ý nhé, cái lượng stake nó lên tới là 179 triệu và cái cung lưu thông hiện tại bây giờ là 291 triệu. Thì chúng ta thấy là nó đã stake rất là nhiều rồi. Thế nên là cái cung lưu thông thực tế thì nó chỉ còn khoảng là 120 triệu đúng không? Khoảng đó thì rất là thấp để cho các bạn có cái đánh giá như là cái nhìn tổng quan hơn. Ok, và cái tiếp theo thì chúng ta tìm hiểu thêm một số những cái thông số. Ví dụ như là sang đây thì các bạn thấy là cái khối lượng giao dịch NFT ở trên những cái blockchain ở trong cái thời gian 24 giờ vừa qua ấy, thì chúng ta thấy hiện tại bây giờ Ronin đang đứng thứ 11, thì nó sau một số những cái blockchain lớn ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy đúng không? Ở đây thì chúng ta thấy Ronin nó cũng đứng trên khá là nhiều những cái dự án khác ở đây. Ở đầu năm 2023 ấy, thì mình có xem thì lúc đấy Ronin nó đứng thứ 6 hay thứ 7 á. Đó, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì nó cũng đã có những cái sự sụt giảm hơn một chút rồi. Tuy nhiên thì nó vẫn đang đứng ở trong top đúng không? Rồi sang đây ở trên DeFi Llama thì chúng ta thấy là ở thời điểm hiện tại thì cái TVL của Ronin ấy nó cũng đã có những cái sự tăng trưởng từ cuối tháng 9, tháng 10 ở trong cái thời gian trước đến thời điểm hiện tại. Và cái TVL của nó hiện tại bây giờ là 173 triệu nhá. Và tổng cái TVL của Ronin ấy là nó chủ yếu ở trên Katana, ở trên cái DEX chính của nó là chiếm tới khoảng 99% rồi đúng không? Còn lại là cái Metalend này, làm về lending thì cái Metalend này thì nó cũng mới ra thôi. Thế nên là cái TVL của nó ấy, hiện tại bây giờ vẫn còn thấp. Tuy nhiên thì có thể là trong cái thời gian tới thì nó cũng có những cái sự tăng trưởng lên mạnh mẽ ở trong cái thời gian tới. Rồi đây có Sabilia thì nó làm về mảng payment đúng không? Và nó cắm ở trên nhiều chain khác nhau ở đây. Về cái TVL thì bản chất thì những cái dự án làm về game thì cơ bản là những cái TVL của nó thì nó sẽ không cao, bởi vì là nó tập trung thiên về mảng game hơn hẳn đấy. Rồi cái tiếp theo là về cộng đồng thì sang đây thì chúng ta thấy hiện tại bây giờ dự án Donlin này đang có là 156.000 lượt theo dõi ở đây. Và nhìn vào Twitter của dự án ấy thì chúng ta thấy là họ vẫn thường xuyên đăng tải rất là nhiều những cái thông tin của dự án ở đây, và cũng như là được khá là nhiều lượt xem cũng như là khá là nhiều lượt tương tác các bạn nhé. Kể cả ở đây này thì ngày 28 tháng 1 thì họ cũng đăng rất là nhiều những cái bật mí cho năm 2024 bùng nổ của Ronin, thì các bạn cũng có thể là vào đây các bạn đọc rồi rất là nhiều những cái thông số mà họ đạt được. Hay là đây họ chia sẻ về cái hệ sinh thái của Ronin mà họ tổng hợp ra từng mảng ở đây. Ví dụ như là mảng cơ sở tầng hay là mảng wallet rồi chợ NFT rồi những cái mảng sách thì thống kê ra khá chi tiết rồi. Cái game mà xây dựng và phát triển ở trên hệ sinh thái của Ronin nó ở đây nó rất là chi tiết, thì các bạn có thể là vào các bạn xem dễ dàng hơn đúng không? Đó thì các bạn cũng có thể là vào xem chi tiết ở trên Twitter của nó các bạn nhé. Ok, và cái tiếp theo thì chúng ta tìm hiểu về quỹ đầu tư vào cái dự án này. Và sang bên đây á, trên trang Dropdash thì ở đây họ cũng thống kê ra khá là chi tiết về những cái quỹ đầu tư vào trong cái dự án Donin này. Thì ở đây chúng ta thấy là theo thống kê ở trên Dropdash này, hiện tại bây giờ là họ đang huy động được 3 vòng nhé. Và với cái số vốn họ huy động được là 159 triệu đô. Và các bạn để ý là ở đây thì họ huy động từ năm 2019 rồi, tức là họ có ý tưởng từ năm 2019 khá là lâu rồi đúng không? Chứ không phải là họ xây ý tưởng sau khi mà AES nó bị tắc nghẽn hay là bị chậm ở khi mà trên Ethereum rồi đúng không? Và ở dưới này thì chúng ta thấy có khá là nhiều những cái quỹ lớn đầu tư vào cái dự án này. Điển hình ở đây có A16Z này, Mark Cuban là nhà đầu tư thiên thần này, ConsenSys này, hay là Hasio Animoca Brand, một cái quỹ mà chuyên đầu tư vào cái mảng game các thứ đúng không? Rồi dưới này còn rất là nhiều những cái quỹ đầu tư khác cũng đầu tư vào trong cái dự án Ronin này. Và ở trên trang Dropdash này họ cũng chưa thống kê ra đầy đủ ấy, thì mình có đọc được những cái thông tin nữa, đó là vào đầu năm 2023 thì cái dự án Ronin này họ cũng gây quỹ thêm một vài vòng nữa, nó lên tới khoảng độ hơn 100 triệu đô nữa các bạn nhé. Về cái tổng cái số tiền mà Ronin huy động được đến thời điểm hiện tại đâu đó khoảng 300 hơn 300 triệu đô cơ, thì là một cái số tiền rất là lớn. Và ở trong cái vòng cuối ấy, thì nó được khá là nhiều những cái quỹ lớn đầu tư, có cả
Binance Lab rồi nhiều cái quỹ khác khá là nổi tiếng đầu tư nữa, thì ở trên này thì họ vẫn chưa chia sẻ chi tiết ra đây. Tuy nhiên thì mình chia sẻ ra như thế để cho các bạn nắm được, đó là cái dự án Donin này họ huy động được cái số vốn rất là lớn, như là họ có những cái quỹ đầu tư rất là lớn đầu tư vào cái dự án này, và có cả Binance đầu tư và có cả Binance làm validator. Thế nên là trong cái thời gian tới, như là khi mà đến thời điểm chín muồi ấy, mình nghĩ là cái dự án Ronin này sớm muộn gì thì nó cũng sẽ được list lên sàn Binance. Và ở trong cái thời gian vừa rồi ấy, thì mọi người cũng nghe nói rất là nhiều về cái việc mà có rất là nhiều người chia sẻ, đó là những cái ví của sàn Binance ấy gom rất là nhiều cái đồng token RON này ở trong cái thời gian vừa rồi. Có thể đây cũng là những cái động thái để mà Binance có thể là list sàn cái dự án RON này ở trong cái thời gian tới. Ok, thì sang đây là cái giá của Ronin. Thì với Ronin này, tokenomics của nó, total supply của nó là 1 tỷ các bạn nhá. Hiện tại bây giờ cái cung lưu thông của nó là 291 triệu, tương đương với lại 29,1%. Và cái market cap của nó là 762 triệu. Như mình vừa nãy nói, cái số lượng mà RON nó đi stake là lên tới là 170 triệu rồi đúng không? Thì cái số còn lại thì nó rơi vào khoảng được là 120 triệu ở cung lưu thông ấy, để cho các bạn nắm được. Và hiện tại bây giờ theo cái cap, theo tổng cái cung lưu thông ở đây, cap của nó là 762 triệu này, và cái giá ở thời điểm hiện tại là 2,61 đô. Và chúng ta thấy là Ronin thì ở trong thời gian vừa qua nó cũng đã có những cái sự tăng trưởng rất là lớn, đặc biệt đó là từ cuối tháng 10 của năm 2023 nó đã tăng trưởng từ 0,4 lên tới 2,6 thời điểm hiện tại, thì nó đã tăng khoảng độ là 6 lần, khá là nhiều đúng không? Và ở cái thời điểm này này là thời điểm mà nó tăng trưởng mạnh ấy, là cái thời điểm mà nó huy động vốn ở vòng 3 như mình nói ấy, đầu năm 2023 này này, khi đó thì nó có sự tăng trưởng rất là mạnh ở đây để cho các bạn nắm được đúng không? Với dự án Ronin này thì mình đánh giá cũng khá là cao. Về cái team thì tất nhiên là team của Việt Nam rồi. Tuy nhiên thì cái team này nó đã thành công rất là lớn trong cái việc mà phát triển AIS Lead Gen GameFi trong cái mùa tới. Và ngay sau đó thì họ thành lập Sky Mavis chuyên để mà phát triển về đầu tư về những cái mảng game. Và Ronin là một trong những cái blockchain mà họ thiên hướng xây dựng blockchain nền tảng cho những cái game mà phát triển ở trên hệ sinh thái của Ronin. Nên là trong tương lai thì mình đánh giá khá là cao với cái nguồn lực tài chính huy động được với cái số vốn rất là lớn, cũng như là được hỗ trợ bởi Sky Mavis, thì trong tương lai thì hứa hẹn cũng sẽ có nhiều cái tiềm năng để mà tăng trưởng ở trong tương lai. Và mình cũng hy vọng đó là Ronin này thì nó cũng sẽ được list lên sàn Binance sớm, khi mà cũng đã được Binance đầu tư vào trong cái dự án này rồi đúng không? Còn ở thời điểm hiện tại á, thì cái giá của nó đang tăng trưởng lên khá là cao rồi, thì nó gần về đến cái mức đỉnh của nó là 3,5 đô ở cái thời điểm mà mới ra ấy. Thì hiện tại bây giờ chúng ta chờ những cái nhịp điều chỉnh sau những cái đợt tăng trưởng như thế này, thì chúng ta sẽ tìm kiếm những cái điểm vào hàng tốt hơn cho cái dự án RON này ở trong tương lai. Còn về dài hạn thì mình cũng đánh giá dự án RON này cũng có nhiều cái tiềm năng để mà phát triển như là tăng trưởng ở trong tương lai. Đó, thì đến đây là cái bài chia sẻ về cái dự án Ronin của mình cũng kết thúc tại đây. Nếu mà các bạn thấy cái video của mình hay thì đừng quên cho mình một like cũng như là chia sẻ video của mình đến với những người bạn của bạn đang cần các bạn nhé. Và ở bên đây này, đây là trên Twitter của mình. Nếu mà các bạn chưa follow kênh thì hãy follow để được cập nhật những cái thông tin mới nhất trong thị trường cryptocurrency. Và ở bên cạnh là kênh Ngọc Viên Crypto của mình. Ở đây là cái kênh YouTube của mình làm rất là nhiều những cái video chia sẻ cho các bạn về rất nhiều những cái kiến thức ở trong cái thị trường crypto này, để các bạn có những cái kiến thức lớn khi mà tham gia vào thị trường này, cũng như là phân tích rất là nhiều những cái dự án mình chia sẻ rất là chi tiết để cho các bạn có được cái nhìn tổng quan hơn về những cái dự án này, cũng như là về cái xu hướng đầu tư của các bạn ở trong năm 2024 và năm 2025 các bạn nhé. Và video của mình xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn đầu tư thành công.